Với Windows hiện nay thì các bạn có thể gõ tiếng Việt dễ dàng mà không cần phải cài thêm một phần mềm nào khác. Thì bây giờ mình sẽ chia sẻ cho các bạn cách để thiết lập chế độ gõ tiếng Việt. Các bạn có thể gõ theo kiểu là Telex hay là VNI đều được. Để mà thiết lập gõ tiếng Việt thì các bạn sẽ rê chuột vào phần ở bên góc bên phải màn hình. Chọn vào đây. Chỗ này là về ngôn ngữ. Bạn bấm vào. Thì như các bạn thấy, hiện giờ thì dù các bạn chọn mục này hay là mục dưới này thì nó đều là kiểu gõ là US Keyboard. Bây giờ mình sẽ thiết lập để có thể gõ được kiểu Telex hoặc là VNI. Các bạn bấm chuột vào mục ở dưới cùng này. Ở đây các bạn nhìn qua bên phía bên phải, mục phía dưới các bạn có cái mục là thêm ngôn ngữ, ấn chọn, các bạn gõ vào tiếng Việt. Rồi nhấn next. Mình sẽ để mặc định và cài đặt luôn. Sau khi hoàn tất thì mình chọn vào phần tiếng Việt này và bấm vào Options. Vậy thì sau khi hoàn thành, ở mục Keyboard các bạn thấy bàn phím ở đây thì có kiểu gõ Telex, và nếu như chúng ta muốn thêm kiểu gõ VNI thì chúng ta sẽ chọn thêm vào. Hiện giờ thì đang có kiểu Telex, mình sẽ bấm chọn cái này cho các bạn xem. Đã có kiểu Telex thì các bạn có thể gõ tiếng Việt theo kiểu gõ này. Nếu các bạn muốn thêm kiểu gõ VNI nữa thì bạn bấm vào đây, bạn chọn vào, đây là kiểu VNI, các bạn bấm chọn thêm kiểu gõ này. Và nếu như mà ở đây các bạn quen với một kiểu gõ rồi, kiểu gõ kia các bạn không cần dùng, chúng ta muốn bỏ bớt đi mục này để cho chúng ta chuyển đổi qua lại giữa tiếng Việt và tiếng Anh nó dễ dàng hơn, ít mục hơn cho nó dễ nhìn, nó gọn và dễ thao tác thì các bạn có thể bỏ một mục đi, chúng ta vào lại phần này thôi. Ở đây thì các bạn chọn kiểu gõ, các bạn loại bỏ đi thôi. Thì lúc này ở đây thì các bạn chỉ thấy kiểu VNI thôi, còn kiểu Telex thì mình đã bỏ đi rồi.